Thưa quý vị, sáng nay, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, trên 20.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 với bài thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6. Sáng nay, 27 tháng 6, thí sinh làm bài thi ngữ văn trong 120 phút, chiều thi toán 90 phút. Ngày 28 tháng 6, thí sinh làm bài tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút buổi sáng. Buổi chiều, các thí sinh thi ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Tham gia kỳ thi, mỗi thí sinh làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong 2 tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần lịch sử địa lý, đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.